Phim ngôn tình tổng tài vẫn luôn được các mọt phim cực kỳ yêu thích. Bởi lẽ hình tượng nam chính bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền, lại yêu vợ, chắc chắn sẽ luôn mang đến sức hút không thể chối từ. Nếu bạn là fan của thể loại phim này, thì đừng bỏ qua top 10 bộ phim chúng mình giới thiệu sau đây nhé! Bộ phim đầu tiên, Nhân viên tài năng Đồng Đồng Ân. Bộ phim kể về nhân viên tài năng Đồng Đồng Ân, Từ Lộ thủ vai, cùng người phụ trách bên A Lâu Uyên, Ngụy Triết Minh thủ vai, đấu trí đấu dũng, dùng hết sức hút của bản thân thu phục trái tim của Lâu Uyên. Một sự hiểu lầm giữa nhân viên chăm sóc khách hàng tài năng Đồng Đồng Ân cùng người phụ trách bên A Lâu Uyên khiến cuộc sống nơi làm việc vốn bình đạm của họ trở thành một mớ hỗn loạn. Sau khi ổn định ở bên A, Đồng Đồng Ân không chỉ thể hiện tố chất chuyên nghiệp sở trường của bản thân một cách xuất sắc, mà còn cùng bên A đấu trí đấu dũng, dùng sức hút của bản thân thu phục trái tim của Lâu Uyên. Bộ phim thứ hai, Ôm lấy em trong tương lai. Nữ ngôi sao Ngôn Mạt sống ở thế giới tương lai, vô tình mắc phải bệnh máu hiếm gặp. Người duy nhất cứu được cô là nhà khoa học thiên tài Cố Diễm Chi sống ở thời hiện đại. Để có được máu của Cố Diễm Chi, Ngôn Mạt du hành vượt thời gian về hiện đại, cố gắng sức tiếp cận Cố Diễm Chi nhưng nhận ra rằng muốn lấy được loại máu đạt chuẩn thì phải làm cơ thể Cố Diễm Chi nảy sinh cảm xúc. Thế nhưng trong quá trình dạy Cố Diễm Chi cách yêu đương và gây ra hiệu ứng bơm bướm, khiến mạng sống của cả hai người đều đi đến hồi kết. Cố Diễm Chi và Ngôn Mạt cố cứu vãn tình hình, khi dòng thời gian xoay ngược, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Hai người nhận ra tình yêu và mạng sống chỉ có thể chọn một, họ nên đi đâu về đâu. Bộ phim thứ ba, Trái tim rung động. Trái tim rung động là bộ phim ngôn tình lãng mạn xoay quanh câu chuyện của Cố Dịch và Kiều Tình. Cố Dịch là chính thủ vai, là một tổng tài có tính tình vô cùng ngang ngạnh, lạnh lùng, khó gần. Trong chuyện yêu đương, anh không có một chút hứng thú nào. Còn Kiều Tình, Hà Thụy Hiền thủ vai là một cô thư ký thông minh, dịu dàng, kiên định, hữu dũng, hữu mưu. Cả hai vô tình quen biết nhau trong một trò chơi trực tuyến. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng trên hành trình đi tìm trái ngọt của tình yêu, Cố Dịch và Kiều Tình cũng phải đối mặt với nhiều trở ngại trong công việc và cuộc sống. Mối quan hệ của cả hai cũng có nhiều rạn nứt, thế nhưng cuối cùng hai người cũng vượt qua được mọi thử thách để ở bên nhau. Bộ phim thứ tư, Tiên sinh ẩn cư yêu dấu. Phim kể về Tô Thời Vũ và những biến cố trong cuộc đời và cả trong công việc mà cô đã từng trải qua. Một blogger ẩm thực không tên tuổi bị cộng sự phản bội và mất hết công trình mà cô đã dày công xây dựng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, cô không thể ngồi trong đau đớn và buồn bã mà phải chấp nhận một nhiệm vụ ngớ ngẩn từ Lâm Hiếu Kiện, chủ tịch của tập đoàn cà phê Hảo Vị. Trước yêu cầu của ông, Tô Thời Vũ cần thuyết phục con trai của ông là Lâm Vị từ bỏ việc tu hành trên núi để quay trở lại và tiếp quản tập đoàn. Tô Thời Vũ tin rằng cô có thể sử dụng khả năng giao tiếp của mình để hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng thực tế không hề dễ dàng như vậy. Cô liên tục bị xúc phạm và hắt hủi và không biết phải làm sao để khuyên Lâm Vị, đồng thời cảm thấy bất lực trước bức tường vô hình này. Bộ phim thứ 5, Yêu em không nói cũng hiểu. Phim kể về Mạc Ninh Khê bị ép đưa ra nước ngoài sau khi chịu nhiều phản bội từ người thân. 6 năm trôi qua, cô cùng đứa con dễ thương của mình trở về với tư cách là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chỉ để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ và lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Oan gia ngõ hẹp thế nào, cô lại gặp ngay Lệ Tỷ Thừa, cô em gái trà xanh và mẹ kế độc ác hãm hại cô hết lần này đến lần khác. Nhưng ngờ đâu lại được anh cứu, từ đó trở thành người anh cưng chiều nhất trên đời. Bị ép cưới nhưng cô lại không muốn làm mẹ kế. Nhờ sự giúp đỡ của Long Phượng Tam Bảo Thần, Mạc Ninh Khê và Lệ Tỷ Thừa cuối cùng cũng ở bên nhau sau 6 năm. Âm mưu 6 năm trước và sự thật về cái chết của mẹ họ đã được phơi bày. Bộ phim thứ 6, Dị Ái Vi Doanh. Dị Ái Vi Doanh là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình hài hước, bắt nguồn từ một hiểu lầm giữa tổng tài bá đạo thời Yến, Vương Hạc Đệ thủ vai và phóng viên tài chính Tinh Anh, Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc thủ vai. Bộ phim thứ 7, Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Em Đẹp Hơn Ánh Sao có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hy. Nội dung xoay quanh chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình, Hứa Khải thủ vai. Nữ chính Kỷ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ,
Trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp, nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai 7 năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác. Kỷ Tình đau khổ và đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tình một đêm với người đầu tư vào công ty của cô, nam chính Hàn Đình. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh Hàn Tạt Nước, vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình. Tuy nhiên, trên thương trường lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán là một tình anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỷ Tình sau này. Bộ phim thứ 8, Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy. Chủ biên tạp chí Cần Cù, Kỷ Luật, Diệp Hàm, Hồ Nhất Thiên thủ vai, tình cờ giúp cô giáo thể dục ngốc nghếch đáng yêu Lý Tiêu Tiêu, Lương Khiết thủ vai, hóa giải tình huống xấu hổ hết lần này đến lần khác. Nhưng chuyện quá khứ khiến anh lưỡng lự khi bước chân lên con đường yêu đương. Nhà xuất bản tạp chí thẳng thắn nhiệt tình Từ Gia Thành gặp phải cựu chị đại người mẫu Đồng Y Văn. Hai người không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Vì Lý Tiêu Tiêu yêu thầm Từ Gia Thành và mối quan hệ của bốn người trở nên phức tạp và đầy thử thách. Bộ phim thứ 9, Phản Kích Lãng Mạn. Phản Kích Lãng Mạn kể về Lâm Nghiên, cô chủ của Lâm Thị bị chồng chưa cưới phản bội vào đúng ngày tổ chức hôn lễ và không may bị ngã khỏi tầng lầu. 3 năm sau, Lâm Nghiên bất ngờ tỉnh lại và quyết tâm báo thù, giành lại tài sản của gia tộc. Mỗi bước đi trên con đường phục thù đều khó khăn và nguy hiểm. May thay, cô gặp được vệ sĩ cũ của bố mình là Tiêu Mạch. Hai người kề vai sát cánh, hạ gục gã đàn ông khốn nạn, xử lý ả tình nhân, tạo ra màn phản công ngọt ngào. Nhưng cùng với sự thăng hoa của tình yêu, thân phận thật sự của Tiêu Mạch cũng không hề đơn giản. Có lẽ tình yêu đích thực là một loại thuốc độc. Bộ phim thứ 10, Tình Yêu Gặp Được Darwin. Phim được truyền thể từ tiểu thuyết Người Chữa Khỏi của tác giả Tranh Vũ Yên. Nội dung bộ phim kể về nam chính Cố Vân Tranh, La Vân Hy thủ vai. Anh là một chuyên gia phẫu thuật thần kinh, được điều sang hỗ trợ châu Phi. Tại đây anh đã gặp nữ chính Tô Vi An, Trương Nhược Nam thủ vai. Cô là một sinh viên y khoa nhưng lại mang một căn bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp và cô cũng là thành viên trong đội viện trợ. Hai người dần dần trở nên thân thiết hơn trong việc nghiên cứu y học lẫn cuộc sống hàng ngày. Anh đã giúp cô lấy hết can đảm để đối mặt với căn bệnh của cô và họ cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu để khắc phục căn bệnh này. Liệu chuyện tình của họ sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn đừng quên đón xem bộ phim này nhé! Vừa rồi là top 10 bộ phim ngôn tình tổng tài bá đạo hoa ngữ hay nhất đang làm mưa làm gió hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh Hóng Cbiz để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!